Quý vị thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ rối loạn giấc ngủ toàn cầu hiện nay đã lên tới 27%. Vì vậy, nếu bạn ngủ không sâu giấc thì bạn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh gây hại tới tính mạng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến mất ngủ chính là do gia chủ vô tình đặt vật này trên đầu giường mà không hề hay biết. Nó không chỉ làm sức khỏe suy giảm mà còn kéo theo tà khí xui xẻo bủa vây gia chủ. Vậy những vật cấm kỵ đặt đầu giường ngủ đó là gì? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Thứ nhất, không đặt gương ở đầu giường. Theo phong thủy, gương thường được coi là liều thuốc an thần, dùng để điều chỉnh phong thủy trong không gian. Nhưng một nơi mà gương không nên thuộc về, đấy là phòng ngủ của bạn. Một tấm gương đặt ở đầu giường ngủ nhất định sẽ mang tới luồng phong thủy xấu cho gia đình, bởi gương mang năng lượng phản xạ trong phòng ngủ. Gương bắt ánh sáng và âm thanh ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn mỗi ngày. Gương có thể sẽ làm nhiễu loạn và khuấy động không khí trong phòng, đồng thời làm giảm cảm giác tôn nghiêm mà bạn cần trong phòng ngủ của bạn để chăm sóc cho sức khỏe của bạn và đời sống tình cảm của mình. Trong phòng có người già, người yếu bóng vía càng không nên đặt gương. Vì nếu nửa đêm chẳng may tỉnh dậy mà nhìn thấy bóng mình trong gương, người đó sẽ rất sợ hãi, hoang mang, không thể ngủ tiếp và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Do đó, trong phong thủy, đặt gương đầu giường là một điều cấm kỵ trong phòng ngủ. Bạn có thể di chuyển gương ra khỏi phòng và trang trí tại những không gian khác trong gia đình, hoặc có thể đặt vị trí khác cho phù hợp với phong thủy. Thứ hai, không đặt di ảnh người quá cố. Đặt di ảnh của người quá cố khi ngủ trong bóng đêm lờ mờ, khi nhìn thấy thường gây cảm giác sợ hãi. Nhiều người yếu bóng vía sẽ hay mơ mộng bị bóng đè, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Hơn nữa, ở giường ngủ không phải là nơi thanh tịnh, không hợp với thờ cúng linh thiêng, nên có bàn thờ riêng hợp với phong thủy thờ phụng yên tĩnh thì hợp lý hơn cả. Thứ ba, dao, kiếm, đồ sắc nhọn. Những vật sắc nhọn thường mang theo tà khí, ẩn chứa những điều chết chóc tang thương, không hợp để đầu giường. Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng dao, kiếm thường mang theo bên mình sát khí rất nặng, nên nếu để ở đầu giường, bạn có thể bị nặng đầu, chóng mặt và gặp ác mộng khi ngủ. Điều còn ảnh hưởng rất nhiều tới giao tiếp của bạn ở xã hội. Tâm tính cũng không được vui vẻ, thoải mái vì luôn bị ám ảnh bởi những thứ sắc nhọn như thế. Thứ tư, búp bê. Theo truyền thuyết châu Âu cổ, búp bê là hiện thân của những bé gái xấu số. Thế nên con búp bê thường ẩn chứa những điều không mấy may mắn. Để búp bê khiến người ta liên tưởng tới những điều kinh dị, những bộ phim ma khiến cho giấc ngủ không thể đi vào chiều sâu. Nửa đêm tỉnh dậy thấy bóng búp bê lờn vờn sẽ chẳng thể nào an giấc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ năm, đồ điện tử. Đa số người đều có thói quen dùng điện thoại trước khi đi ngủ, sau đó đặt ngay trên đầu giường, hay lỡ ngủ quên thì để điện thoại gần với khuôn mặt của mình. Thế nhưng chính thói quen này lại làm ảnh hưởng lớn đến thời gian và chất lượng giấc ngủ. Các chuyên gia cho biết những thiết bị điện tử có màn hình như iPad, điện thoại, laptop nên để càng xa đầu giường càng tốt, bởi những sản phẩm này sẽ tiếp tục
kích thích não bộ và làm tinh thần của chúng ta bị kích thích trong một thời gian dài, gây khó ngủ về đêm. Ngoài ra, nếu bạn đặt điện thoại đang sạc ở đầu giường thì nó cũng có thể trở thành nguy cơ gây giật điện cháy nổ. Hậu quả là bạn có thể phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe vô cùng nghiêm trọng, gây hại tới cả tính mạng. Thực tế, đã từng có rất nhiều trường hợp thương tâm khi vừa cắm sạc vừa dùng điện thoại vào ban đêm. Thứ 6, tuyệt đối không để tượng Phật, thần đầu giường. Tâm hướng Phật, lòng thiện lương. Có khá nhiều gia chủ thờ Phật, treo tranh Phật và dùng tượng Phật. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm đúng. Từ góc độ tín ngưỡng và sự tôn kính lễ giáo thì đặt tượng thần Phật ở đầu giường ngủ là điều đại kỵ. Điều này sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm và ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bạn. Bên cạnh đó, phong thủy học cũng nhấn mạnh rằng đặt những thứ này nơi đầu giường được coi là cách cất giấu tài lộc may mắn, khiến công danh sự nghiệp của bạn luôn chỉ ở mức trung bình, khó thể thăng tiến được. Quý vị thân mến, một số người thường hay bị mất ngủ hoặc bệnh tật liên miên, vận khí xuống dốc. Khi đi khám bác sĩ cũng không tìm được rõ căn nguyên. Gặp trường hợp này thì bạn cần kiểm tra đầu giường của mình. Bên cạnh các vật cấm kỵ cần loại bỏ như trên, thì khi kê giường cũng cần tránh phạm vào những điều cấm kỵ sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Đầu giường kỵ trống. Giường ngủ không nên đặt ngay giữa phòng ngủ, bởi vì như thế nghĩa là bốn mặt chiếc giường đều là khoảng trống, khiến con người có cảm giác trông chênh, bất an, thiếu điểm tựa. Khi ngủ sẽ không có cảm giác an toàn và ngủ không ngon giấc, dễ giật mình. Tốt nhất giường ngủ nên có hai mặt kê gần tường, hoặc ít nhất là đầu giường phải có vách tường hay mặt phẳng vững chãi nào đó làm điểm tựa. Ngoài ra, nơi dễ tàng phong tụ khí nhất trong phòng ngủ chính là góc phòng, rất thích hợp kê giường ở đây, giúp ích cho vận thế của chủ nhân. Nếu không thể kê đầu giường sát tường thì bạn có thể thiết kế một giá sách để hóa giải cảm giác trống rỗng. Nhưng nhớ phía trên kệ sách phải gọn gàng sạch sẽ, không đặt đồ đạc lung tung. 2. Đầu giường kỵ quay về hướng Tây. Chắc chắn đa số chúng ta sẽ ít mắc phải lỗi phong thủy này, vì con người vốn xem hướng Tây là hướng mà người đã khuất về nơi cực lạc. Đây là khía cạnh tâm linh theo dân gian từ xưa nay. Còn về mặt phong thủy, chúng rất bất lợi cho sức khỏe con người. Do trái đất quay từ Tây sang Đông, nên nếu đầu giường hướng về phía Tây, thì huyết dịch nơi đỉnh đầu thường dễ bị sung, khó ngủ và dễ sinh vấn đề sức khỏe. 3. Đầu và đuôi giường kỵ sát cửa sổ. Ngoài việc không để trống ở phía đầu giường thì còn phải đảm bảo đầu giường và đuôi giường không quá gần sát đối diện cửa sổ. Cửa sổ là nơi khí lưu thông trực tiếp vào phòng, trong đó có cả những trường khí tốt lẫn xấu, tà khí. Nếu đầu và đuôi giường đặt quá gần cửa sổ sẽ bất lợi cho sức khỏe và vận thế chủ nhân. Nếu kê giường dưới cửa sổ, gia chủ sẽ không có được sự bảo vệ hay hỗ trợ nào. Đồng thời, nó cũng làm mất nguồn năng lượng khí quan trọng, bởi khí sẽ thoát ra khỏi căn phòng. 4. Đầu giường kỵ đối diện cửa ra vào.
Nếu đầu giường hướng thẳng ra cửa chính phòng ngủ thì không gian này không có cái gọi là riêng tư cần thiết, cho dù có khép cửa đi chăng nữa. Mặt khác, khi nghỉ ngơi mà phần đầu quay ngược lại với cửa chính, không nhìn thấy được cửa, thì cơ bản là tâm lý sẽ sinh cảm giác bất an, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Chưa kể lâu ngày, những khí lưu từ cửa xông thẳng vào đầu giường còn gây đau đầu và nhiều bệnh tật khác. 5. Nên trang trí đèn ở gần đầu giường. Bất luận là từ góc độ phong thủy hay vấn đề vệ sinh, thì đầu giường nên giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp. Bên cạnh đó, đầu giường tốt nhất là đặt một chiếc đèn nhỏ. Ánh sáng đèn tượng trưng cho sự sáng sủa, có lợi cho sức khỏe của chủ nhân và giúp giấc ngủ thêm yên ổn. Quý vị thân mến, trên đây là những việc cấm kỵ khi kê giường ngủ mà gia chủ cần lưu ý. Đặt giường ngủ ở hướng hợp phong thủy với tuổi của gia chủ sẽ mang đến nhiều may mắn, thuận lợi, thuận vợ, thuận chồng và gia đình luôn hạnh phúc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.